Đến nay, 16 quốc gia thành viên NATO đã gửi tổng cộng khoảng 1.000 binh sĩ đến Litva để đảm bảo an ninh cho các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị. Nhiều nước cũng cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến mà các quốc gia Baltic còn thiếu. Đức và Ba Lan cùng nhiều nước khác cũng cung cấp sự hỗ trợ đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh NATO. Trong đó, có tính đến khả năng ứng phó với các cuộc tấn công hóa học, sinh học và hạt nhân nếu có. Tổng thống Litva cho rằng, nỗ lực của các đồng minh nhằm đảm bảo an ninh phòng không cho hội nghị thượng đỉnh NATO có nghĩa là liên minh quân sự cần nhanh chóng thiết lập lực lượng phòng không thường trực ở các nước Baltic. Theo ông, Litva sẽ làm việc với các đồng minh để thành lập một lực lượng luân phiên cho nhiệm vụ phòng không lâu dài sau khi sự kiện này kết thúc.